Thông thường khi mà chúng ta nói về những chiếc màn hình gaming ngon bổ rẻ trong phân khúc là khoảng 5 triệu đồng thì chắc chắn hai cái tên đang giành được cái sự quan tâm nhiều nhất của tất cả anh em, đấy chính là AOC 24G2 cũng như là Gearbike G24F. Tuy nhiên thì với hai sản phẩm này, mặc dù là nó ngon, nó hot đấy, nhưng mà nó luôn trong tình trạng cháy hàng tại tất cả những cái showroom của Nguyễn Công PC ở trong suốt thời gian vừa qua. Thế nên thì hôm nay mình đã quyết định là làm một cái video như thế này để có thể giới thiệu đến cho các bạn một cái mẫu màn hình nữa mà nó cũng hoàn toàn rất là ngon để các bạn có thể quan tâm cân nhắc. Trong khi đấy thì nó vẫn đáp ứng được tất cả những cái tiêu chí như là hai con màn hình kia, từ brand thương hiệu cho tới về mặt thiết kế hay là những cái tính năng đi kèm của chiếc màn hình này không hề thua kém gì so với lại hai sản phẩm kia. Và chi tiết hơn nữa về chiếc màn hình này thì mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn ở ngay sau đoạn intro này nhá. Cái tên mà mình đang muốn nói đến ở trong video hôm nay đấy chính là chiếc màn hình MSI Optic G241, một chiếc màn hình gaming mà mình có tham khảo mức giá tại Nguyễn Công PC. Nó chỉ còn là 5,2 triệu, trong khi đấy thì thời điểm mà MSI mới cho ra mắt chiếc màn hình này thì mình nhớ là mức giá của nó lên tới tận đấy chính là 7 triệu. Và khi chúng ta xét cái mức giá là 5,2 triệu thì thực sự là nó cũng nhỉnh hơn một chút so với lại Gearbike G24F hoặc là AOC 24G2, nhưng mà cái sự chênh lệch ở đây nó chỉ là khoảng từ 200-300 nghìn đồng mà thôi, một cái con số nó không quá lớn. Và mình nghĩ rằng với tất cả các bạn khi mà chúng ta mua những chiếc màn hình gaming mình trong phân khúc là khoảng 5 triệu đồng thì 200-300 nghìn thì nó cũng không phải là một con số quá lớn mà chúng ta hoàn toàn có thể cân nhắc lên con màn hình này để có thể sử dụng. Rồi, đi sâu hơn một chút về MSI Optic G241, các bạn có thể nhìn qua là về mặt thiết kế của chiếc màn hình này. Quả thực thì với một cái brand lớn như là MSI, họ sản xuất rất là nhiều những cái sản phẩm từ mainboard rồi cả đồ họa, rồi chúng ta có thêm màn hình gaming gear vân vân và vân vân. Bởi vì nó là một cái brand rất là lớn, thế nên thì ngôn ngữ thiết kế tổng thể của con này thì nó cũng khiến cho mình rất là ấn tượng ở trong tầm giá. Về phần mặt trước của nó thì nó cũng có được khá là nhiều những cái điểm tương đồng so với lại Gearbike G24F hoặc là AOC 24G2. Mình thấy là nó giống AOC 24G2 nhiều hơn. Thì chúng ta vẫn sẽ có một kiểu ngôn ngữ thiết kế là màn hình phẳng này, với 3 phần cạnh viền trái phải và trên thì nó sẽ được làm rất mỏng, trong khi đấy thì phần cạnh dưới thì nó sẽ được làm dày hơn, bởi vì đây sẽ là nơi để có thể đạt được những cái chẳng hạn như là công tắc của phím nguồn khi mà chúng ta có thể kết nối với lại chiếc máy tính của chúng ta. Rồi các bạn sẽ có thêm logo của MSI, nó được in chìm ở trên đây, trông trở nên rất là nổi bật. Và gần như là tất cả những cái chi tiết khớp nối của viền màn hình hay là chi tiết bên trong thì nó rất là ăn khớp và liền lạc với nhau, nó không gây nên cái hiện tượng là bị ọp ẹp hay là hở từ những cái chi tiết này. Nó cũng khiến cho mình khi mà nhìn vào thì trông đây cũng là một trong những chiếc màn hình nó không bị rẻ tiền một chút nào. Khi mà chúng ta nhìn xuống cái phần chân đế của MSI Optic G241 thì các bạn có thể thấy và nghe qua cái âm thanh ở đây, thì cái chất liệu được hoàn thiện ở cái phần chân đế này thì nó được hoàn thiện từ chất liệu bằng kim loại rất là chắc chắn, và kích thước của nó cũng rất to nữa, được làm theo kiểu thiết kế hình chữ V. Tuy nhiên thì về phần chân đế của con này nó có một vài những cái điểm trừ mà cá nhân mình hoặc là tất cả các bạn ở đây mình nghĩ là chúng ta cũng sẽ không thích cái điều như thế này, đấy chính là nó không có cái hệ thống lỗ để các bạn có thể đi dây một cách gọn gàng hơn, trong khi Gearbike G24F cũng như là AOC 24G2 có được cái điều như thế này. Và về cái khả năng cơ động của nó cũng chỉ dừng lại việc là chúng ta có thể ngửa lên như thế này và gập xuống như thế này mà thôi, còn việc xoay trái xoay phải như là hai con màn hình kia thì nó sẽ không thể nào làm được. Khi mà chúng ta quay ra cái phần phía sau của chiếc màn hình này thì về cái mặt ngôn ngữ thiết kế của nó thì mình đánh giá là nó có một kiểu ngôn ngữ thiết kế được làm ấn tượng nhất so với lại hai con màn hình kia. Đấy là theo cái ý kiến cá nhân của mình, bởi vì tất cả những cái chi tiết đằng sau thì nó sẽ được làm với tông màu chủ đạo sẽ là màu đen. Chúng ta sẽ còn có thêm hai cái phần cạnh ở bên phía cạnh hông trái và cạnh hông phải thì nó sẽ được làm thêm những cái họa tiết sức phay và một vài những cái chi tiết nó trông trở nên góc cạnh. Nó khiến cho chúng ta khi mà nhìn vào chiếc màn hình này thì các bạn có thể đoán ngay đây là một chiếc màn hình để phục vụ cho cái nhu cầu để chính là chơi game. Và về cái phần phía sau của nó cũng hỗ trợ chúng ta để có thể lắp được với VESA mount. Thế nên thì nếu như bạn nào chúng ta không yêu thích cái phần chân đế này về cái khả năng cơ động của nó mà các bạn muốn xoay dọc, xoay ngang, xoay trái, xoay phải thì các bạn có thể lắp thêm một cái VESA mount. Và mình thấy là với một con màn hình với kích thước chỉ là 24 inch như thế này thì một cái arm khoảng 400.000 đồng là nó đã hoàn toàn có thể cân một cách rất tốt cho MSI Optic G241 rồi. Nhìn sang cạnh hông trái một chút thì chúng ta sẽ thấy thêm ở đây là nó sẽ có luôn cho chúng ta, đấy chính là một cái joystick. Và cá nhân mình thì thực sự là mình yêu thích những chiếc màn hình nào có joystick, như là con AOC 24G2 thì không có được cái điều như thế này. Khi mà trải nghiệm cái joystick ở trên con này thì nó rất êm và cái tốc độ phản hồi của nó rất nhanh, nó không gây nên cái hiện tượng lag giật. Và có một cái điểm nữa mà mình cũng cực kỳ là ưng ý là về những cái mode tùy chỉnh ở bên trong của con màn hình này thì nó có rất là nhiều những cái tính năng như là những chiếc màn hình khác, nhưng mà nó còn có một cái tính năng nữa mà cá nhân mình đánh giá rất cao, đấy chính là nó hỗ trợ luôn chúng ta cái khả năng tùy chỉnh những cái tính năng này thông qua tiếng Việt luôn. Và tiếng Việt ở đây cái phông chữ của nó cũng
cũng rất đẹp, hoàn toàn không bị sai lệch bất kỳ một cái phông chữ hay là bị sai chính tả nào ở trong những cái tùy chọn như thế này. Các bạn có thể xem qua trong quá trình khi mà tùy chỉnh của mình để xem và cảm nhận một cách rõ nhất một cái điểm cộng rất lớn dành cho MSI Optic G241. Sơ bộ đó là tổng thể thiết kế của MSI Optic G241. Nó cũng có rất là nhiều những cái ưu điểm, trong khi đấy thì vẫn có một vài những cái nhược điểm mà mình nghĩ rằng chúng ta cũng có thể nên cân đối và cân nhắc để xem là nó có phù hợp với bản thân của chúng ta hay là không. Còn bây giờ mình sẽ cùng với các bạn chúng ta đi sâu hơn một chút về thông số phần cứng và những cái trải nghiệm ở trên chiếc màn hình này nó ra làm sao. Về thông số của MSI Optic G241 thì đúng như cái tên của nó là G241 mà. Chúng ta sẽ có được ở đây một chiếc màn hình với kích thước 24 inch, độ phân giải Full HD. Nó đi kèm cho chúng ta một cái tấm nền IPS và ngoài ra nó còn hỗ trợ chúng ta cái tốc độ phản hồi lên tới 1 ms và tốc độ làm tươi của nó là 144Hz. Đặc biệt là con màn hình này thì khi mà nó được sinh ra, MSI họ cũng mang tới những cái giải đấu với quy mô vừa và nhỏ. Vậy nên thì nó cũng có rất nhiều những cái công nghệ độc quyền đến từ MSI để hỗ trợ chúng ta có thể chơi game một cách tốt hơn. Các bạn có thể xem qua ở trên trang chủ của hãng và trải nghiệm thực tế của mình ở trên chiếc màn hình này. Về cái độ sáng tối đa của nó có thể đạt được sẽ là 250 nits, một con số theo như mình thấy là nó không được cao cho lắm. Nhưng mà các bạn có thể xem qua video khi mà mình đang quay với hai cái đèn sáng chiếu trực tiếp vào con màn hình này từ hai con Godox SDL100 và mình để cái độ sáng tối đa của hai con đèn này thì nó vẫn tái tạo lại một cách khá là ngon lành, độ tương phản của nó cũng khá ngon. Và bản thân mình thấy khi mà các bạn chơi game ấy thì gần như là chúng ta sẽ chơi ở trong những cái môi trường mà điều kiện nó thiếu ánh sáng một chút, cá nhân mình cũng tương tự như vậy. Thậm chí là khi mà mình có chơi game ấy thì mình còn tắt điện xung quanh đi để có thể tập trung vào game một cách tốt hơn, thì mình thấy là con này phục vụ cho cái nhu cầu chơi game hay là chúng ta sử dụng trong nhà thì nó đáp ứng một cách hoàn toàn rất là tốt. Còn về trải nghiệm gaming của nó thì do nó là một con màn hình phục vụ nhu cầu gaming mà, mình có chơi thử qua hai cái tựa game là Valorant cũng như là PUBG. Với Valorant thì do nó được trang bị một cái tần số quét 144Hz, vậy nên thì cái khả năng di chuyển của chúng ta trong khi mà chơi game thì nó cũng sẽ trông trở nên mượt mà hơn rất nhiều so với việc chúng ta sử dụng những mẫu màn hình với tần số quét chỉ là 60 hoặc là 75Hz mà thôi. Cái điều này thì mình nghĩ rằng những ai mà chúng ta trải nghiệm màn hình 144Hz rồi thì các bạn sẽ rất là dễ để có thể hiểu những cái điều mà mình đang có chia sẻ. Còn cái tốc độ phản hồi của nó cũng là 1 ms, một cái tốc độ phản hồi rất nhanh. Nhất là với những ai mà chúng ta chơi game theo hình thức gọi là bán chuyên một chút thì con màn hình này mình thấy là nó cũng hoàn toàn có thể phục vụ được cho những cái nhu cầu như thế. Còn với những cái tựa game mà nó có quá là nhiều những cái chi tiết vùng tối như là Shadow of the Tomb Raider hay là PUBG thì do nó cũng được hỗ trợ thêm cái công nghệ Night Vision, mặc dù là bản chất cái độ sáng tối đa của nó chỉ là 250 nits mà thôi, nhưng mà do nó được hỗ trợ thêm cái công nghệ này để có thể đẩy thêm những cái chi tiết vùng tối, vậy nên thì mình cũng dễ dàng hơn trong việc phát hiện địch từ xa để có thể tiêu diệt. Một cái điểm mà mình thấy là nó cũng đang làm rất tốt trong cái phân khúc màn hình chỉ là khoảng 5 triệu đồng như thế này. Đối với lại những cái tác vụ liên quan tới làm việc thì mình đánh giá con màn hình này nó đem đến cho mình một cái trải nghiệm cũng rất là ấn tượng ở trong tầm giá, và mình cũng đã có đo thử qua là xem cái độ bao phủ màu sắc của nó đạt được là bao nhiêu. Thì ở đây MSI Optic G241 nó đạt được 99,9% giải màu sRGB hay là 83,6% giải màu Adobe RGB rồi 93,1% giải màu DCI-P3. Một con số khiến cho mình thực sự rất là wow và ấn tượng, bởi vì mình không nghĩ rằng một con màn hình gaming mà nó lại có thể đạt được những cái con số ấn tượng đến như thế. Và đương nhiên như mình cũng đã có chia sẻ trong rất là nhiều những cái video, những cái con số thì chúng ta chỉ nên tham khảo mà thôi, còn trải nghiệm thực tế mới chính là điều mà chúng ta quan tâm. Thì có một cái điểm mà mình thấy là khi mà MSI Optic G241 mình tăng cái độ sáng của nó tối đa lên 100% thì cái độ contrast của nó không bị giảm đi, một cái điểm cộng rất lớn, bởi vì những chiếc màn hình gaming giá rẻ khi mà chúng ta tăng cái độ sáng quá cao thì nó sẽ bị giảm cái contrast đi. Cụ thể hơn thì ở trên con AOC 24G2 nó đang mắc phải cái điều này, còn Optic G241 gần như là nó không bị thay đổi về cái độ contrast. Thế nên thì nó cũng đem đến cho mình những cái trải nghiệm khi mà chỉnh sửa hình ảnh, chỉnh sửa video, mình cảm thấy rất là yên tâm về những cái thông số của nó khi mà đo đạc lại được, hay là những cái trải nghiệm thực tế của nó hàng ngày. Và cá nhân mình thấy thì với những ai mà chúng ta chỉ làm YouTube, chúng ta không đòi hỏi một cái độ chính xác màu sắc nó ở mức quá là hardcore hay là tuyệt đối, mà chúng ta cần phải mua những con màn hình với mức giá là khoảng vài chục triệu, vài trăm triệu, thì mình thấy là với nhu cầu cơ bản, thậm chí là những cái video review của chúng mình hoàn toàn có thể tùy chỉnh được ở trên con màn hình này và nó đáp ứng một cách rất tốt. Hay là những cái nhu cầu liên quan tới chỉnh sửa hình ảnh thì mình thấy là nó cũng khá là ok, với những cái studio ở mức gọi là vừa và nhỏ thì nó vẫn có thể đáp ứng được. Như vậy thì trong video ngày hôm nay mình đã chia sẻ thêm cho các bạn có một cái sự lựa chọn ở trong phân khúc màn hình gaming với mức giá là khoảng 5 triệu đồng nữa, và mình thấy rằng MSI Optic G241 nó được coi như là một trong những cái phiên bản hoàn thiện giữa Gigabyte G24F và AOC 24G2. Tuy là nó vẫn có một vài những cái nhược điểm về cái phần chân đế của nó, nhưng mà mình nghĩ rằng chúng ta hoàn toàn có cái cách để các bạn có thể khắc phục. Còn tất cả những thứ còn lại thì mình đánh giá là nó đem đến cho mình một cái trải nghiệm rất tốt ở trong phân khúc này, và các bạn hoàn toàn có thể cân nhắc và lựa chọn về cái
màu sắc của nó tái tạo lại thì mình đánh giá là nó được làm tốt nhất giữa hai con kia. Còn nếu như bạn nào chúng ta quan tâm hơn nữa mà các bạn muốn so sánh giữa AOC 24G2, Gearbike G24F và MSI Optic G241 thì các bạn có thể comment ý kiến bên dưới phần bình luận của video. Nếu như mà cái comment đấy nó được nhiều like hoặc là nhiều các bạn quan tâm thì mình sẽ làm một cái video riêng để có thể chia sẻ một cách kỹ càng hơn giữa ba con màn hình này. Còn MSI Optic G241 thì hiện tại nó đang được bán chính hãng tại Nguyễn Công PC. Link mua hàng thì mình đã để sẵn ngay bên dưới phần mô tả, các bạn chỉ việc click vào đó để có thể tham khảo một cách chi tiết hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video kế tiếp.